Dạ, Ngọc Lâm và Minh Thơ xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn người ta ạ. Dạ, Minh Thơ xin chào cả nhà. Dạ, các cô chú anh chị và các bạn người ta, thì hôm nay Ngọc Lâm muốn chia sẻ với các cô chú anh chị các bạn một cái niềm vui nho nhỏ, đó là lâu nay thì Ngọc Lâm quay video với Minh Thơ thì toàn là quay âm thanh chay thôi, còn là Ngọc Lâm và Minh Thơ quay video là quay nói chuyện trực tiếp qua máy điện thoại thu âm như thế này thôi, chứ không có một cái dụng cụ để thu âm nào thay thế hết. Cho nên là hôm nay Ngọc Lâm mua một cái mic để mà mình gắn không dây vào đó để mình nói chuyện đấy. Thì đây là cái mic Winmark, cái này là mic đôi. Ngọc Lâm tính mua một cái thôi, nhưng mà tôi mua mic đôi là 600.000 hai cái. Đây Winmark thì nó có hai cái mic như này. Đấy, quý cô chú anh chị thấy, thì sẽ gắn vào áo này hoặc là mình cầm tay đó, thì có một cái gắn vào áo như thế này. Đấy, thế mình nói còn cái kia, còn có một cái để mình cắm vào trong máy điện thoại, quý cô chú anh chị đó, nó sẽ bắt thông tin thì mình nói chuyện. Đó, thì đây bây giờ là Ngọc Lâm đang nói chuyện không chứ chưa có cắm mic. Các cô chú anh chị nghe cái giọng của Ngọc Lâm có rõ, có lớn không? Thì chút nữa Ngọc Lâm sẽ test mic. Và đây đó, là dây sạc nè cái nhà ơi. Đây là cái dây sạc của cái này để mình cắm vô đây. Thì bây giờ thường là quay video á, là Ngọc Lâm thấy ai cũng mua những cái mic, cặp mic cái không dây này nè, để đeo để nói rất là xịn sò. Đa số là giống như có những loại cặp mic mà xịn á, là hơi bự vuông vuông á, mấy cô chú anh chị xài cầm nó là anh thấy là 5-6 triệu luôn đó. Rồi có những loại là 2-3 triệu đó, nhưng có loại 1 triệu. Nhưng mà Ngọc Lâm làm video lâu nay thì toàn làm chay không ạ. Tại thứ nhất là mình không có điều kiện, thứ hai là mình cũng làm video trong nhà bây giờ là nhiều, thứ ba đó là thấy các loại mic nó mắc tiền quá, mà Ngọc Lâm anh thấy mình mua mà mình làm kênh của mình cũng còn nhỏ xíu à, không có thu nhập bao nhiêu cả, mà mình mua mic thì muốn không có tiền mà bù. Thì hôm nay là Ngọc Lâm cũng cố gắng, Ngọc Lâm mua cái một cái cặp mic này, nói chung là cặp mic này thuộc dạng trung bình thôi, mình xài đỡ để mình có đi ra ngoài mình quay những cảnh ngoài, hay là mình đi đâu sự kiện các thứ đấy cô chú anh chị, thì mình quay để mình nói được thì nó cũng tốt đấy. Nhưng mà cặp mic này thì thấy quảng cáo thì nói nó cũng là ok, tiếng trống tiếng hồn thì các thứ cũng được. Thì bây giờ đó thì một cặp mic có cái như vậy, đây cái này là xài cho Samsung, còn nếu mà iPhone thì có thêm một cái bạn đó, bạn tặng cho một cái chân iPhone, nếu mà mai này mình có lên đời iPhone thì mình có cái cắm đó mình xài. Rồi thì đây nãy giờ là Ngọc Lâm đang nói chuyện chay, nói không có mic, thu bằng điện thoại luôn đó. Thì bây giờ Ngọc Lâm sẽ và Minh Thơ sẽ test gắn mic vào, hướng dẫn cho check, có nghĩa là mình check. Ngọc Lâm với Minh Thơ sẽ review cái bộ mic này sẽ gắn vào như thế nào, và sẽ nói chuyện rồi Ngọc Lâm đi ra quay ngoài đi xa xem là nó có tiếng ồn không hay là nó có nghe rõ không nhé. Mời các cô chú anh chị và các bạn cùng xem ạ. À, các cô chú anh chị và các bạn ơi, thì bây giờ Minh Thơ sẽ gắn cái đầu cắm này vào máy điện thoại cho các cô chú anh chị thấy nha. Đó, nó cũng đơn giản lắm, chỉ cần cắm cái này vào cái đầu máy của sạc điện thoại đấy, mình cắm thật chặt vào. Đấy, nó có nổi cái màu không em? Đấy, có. Nó nổi cái màu xanh đây, màu sáng đây. Tín hiệu đây là biết là nó đã ăn vào máy rồi nha các cô chú anh chị. Đấy. Thì cái này là tích hợp cho Android với Apple luôn. Thì mình bấm cái nút nguồn này cô chú anh chị. Đó, mình bấm cái nút nó lên nguồn. Đây cái nút đây. Đó, và màu xanh đó. Quay lại màu xanh. Đó, nó nổi màu xanh như thế này nó là đang thu đó cô chú anh chị ạ. Thì đó, cái máy của Ngọc Lâm á, máy Samsung đời cũ M31, cho nên là khi mình cắm vào thì mình phải vào cái phần play cô chú anh chị, mình tải thêm cái một cái phần camera HD rồi, về nữa. Đã tải về ở đây rồi. Đó thì Ngọc Lâm đã tải về rồi thì mới xài được. Bây giờ Ngọc Lâm mới xài được đó cô chú anh chị. Thì mình cứ bấm quay thôi. Đó, mình bấm xong mình quay mình thu là ok. Thì vậy là mình thu mình nói ok rồi cả nhà. Còn các cái máy Samsung đời mới với iPhone rồi các thứ đời mới bây giờ thì chỉ cần mình mua này về mình cắm vào cái là nó ăn rồi, là mình xài camera trong máy cũng là ok các cô chú anh chị.
Đấy, thì đó là đây là rất là đơn giản như vậy thôi. Thì xong Ngọc Lâm sẽ đi ra ngoài và quay. Ngọc Lâm đi cách khoảng mấy mét để mà thu âm cho các cô chú anh chị sẽ nghe nha. Các cô chú anh chị ơi, thì bây giờ Ngọc Lâm đang ở ngoài hành lang này. Đây ở dưới đây là sân dưới là các trẻ em đang đang la khóc nãy giờ hồn nào đó, các cô chú nghe âm thanh rất là hỗn độn cho các cô chú anh chị. Bây giờ Ngọc Lâm sẽ gắn mic vào nói cho các cô chú anh chị nghe xem có rõ không nha. Đây là cái tiếng ồn ngay đây bây giờ đây. Rồi các cô chú anh chị ơi, Ngọc Lâm đã gắn mic vào rồi. Bây giờ Ngọc Lâm sẽ đi vòng vòng ở chỗ những cái chỗ ồn ào cho các cô chú anh chị nghe nha. Đây, Ngọc Lâm sẽ đi cách xa mấy mét, 5 7 mét, 10 mét xem mọi người có nghe không nha. Alo alo alo. Alo alo. Em ơi lâu đài tình ái đó, sáng trong ánh kinh cầu xa. Đây, Ngọc Lâm đi cách xa mấy mét luôn nha các cô chú anh chị. Ngọc Lâm đi lên trên luôn nha. Đây, Ngọc Lâm đi lên tốt hành lang ở trên này luôn nè. Các cô chú anh chị. Đây, ở đây nắng quá, ở đây không có gió, bữa nay trời Sài Gòn nắng nóng mà cũng mát các cô chú anh chị. Đấy, Ngọc Lâm cách xa cả 5, 7 mét, cả 10 mét rồi đó các cô chú anh chị. Các cô chú anh chị có nghe tiếng không ạ? Đó, cô đây là cũng ồn ào lắm. Các trẻ em mày đang la hét khóc lớn đó, mọi người có nghe không? Nói Ngọc Lâm đi qua phía này có học trò học sinh mầm non, các bé mầm non đang ra về la hét âm sầm. Đó. Đó, các cô chú anh chị nghe không? Đây đó, Ngọc Lâm đang đi quay lại này, cách mấy mét luôn, xa lắm này đó. Rồi đây Ngọc Lâm đây rồi đó, các cô chú anh chị có nghe tiếng ồn gì không? Ở đây đang nói chuyện ồn ào lắm. Đây các cô chú anh chị nghe đó, các học sinh học trò mầm non anh ra về là khóc lóc sùm đó. Chắc là cái mic này sử dụng như nhà thế này chắc là cũng tạm ổn được thôi các cô chú anh chị, tại vì nó rẻ tiền mà. Bình thường là các cái bộ mic khác là tới cả 5-6 triệu, rồi 2-3 triệu, rồi mấy hơn 1 triệu. Nhưng mà cặp mic của Ngọc Lâm đây có 600 ngàn à. Thôi người ta nói tiền nào của đó thì mình ít tiền mình xài đỡ đi. Cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn gần xa đã theo dõi video nha. Và sau cái buổi test mic này thì các cô chú anh chị nghe xem cái âm thanh nó như thế nào, nó lọc tiếng ồn rồi nó có tốt không, nó nghe tiếng của Ngọc Lâm có còn rõ như lúc nói chay hay không. À, mọi người có nhận ra Ngọc Lâm hay không thì cho Ngọc Lâm những cái bình luận bên dưới góp ý nha. Dạ, Ngọc Lâm xin chân thành cảm ơn, kính chúc tất cả quý cô chú luôn vui khỏe, bình an và hạnh phúc ạ. Ngọc Lâm xin được dừng cái video test mic tại đây. Xin chào tạm biệt ạ.